Chào mừng các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách đi xe bus ở thành phố Adelaide cũng như tiểu bang Nam Úc. Tiền mặt và thẻ cũng sẽ không được chấp nhận nha các bạn. Các bạn lưu ý là chúng ta nên chọn thẻ màu xanh lá cây vì cái thẻ này là thẻ dành cho sinh viên và ngay cả những người đi làm nữa các bạn. Còn cái thẻ màu vàng là dành cho học sinh cấp 1, cấp 2. Thẻ màu xanh dương thì dành cho những người mà trùng theo tháng. Chúng ta có thể mua những cái thẻ này tại các cửa hàng tiện lợi. Chúng ta có thể nạp tiền và sử dụng ngay lập tức đó các bạn. Thì cái app mà chúng ta thường để sử dụng cho việc đi các phương tiện công cộng là Google Maps đó các bạn. Thì cái app này rất là đơn giản, chúng ta có thể chọn địa điểm đến và chúng ta bấm chỉ đường và chọn vào cái mục là phương tiện công cộng thì sẽ chỉ dẫn chúng ta rất là cụ thể luôn về các tuyến đường chúng ta sẽ đi bao nhiêu trạm, trạm nào chúng ta lên, trạm nào chúng ta xuống, thời gian xe buýt đến, thời gian xe bus dừng, cũng như là cái thời gian mà cái cuối chặng chúng ta đến là lúc bao nhiêu giờ. Thì nếu mà để ý kỹ các bạn sẽ thấy được trên cái tuyến đường chúng ta là sẽ có những cái chấm nhỏ màu trắng trên cái tuyến, trên cái Google Maps á. Thì những cái chấm trắng lớn là những cái điểm mà chúng ta có thể là xuống và lên xe bus, còn những chấm trắng nhỏ là những cái trạm mà chúng ta có thể dừng. Thì khi mà xuống các trạm hay là các điểm cuối ấy, chúng ta có thể là có những cái còi trên xe và chúng ta có thể bấm để bắt tài có thể là dừng xe và đúng cái trạm mà chúng ta mong muốn. Kỹ trên bản đồ thì các bạn có thể là thấy được là cách mà chúng ta sẽ đi đến những cái trạm đầu tiên như thế nào. Google Maps có thể chỉ dẫn rất là cụ thể luôn các bạn. Nếu các bạn chưa rành đường ở Adelaide thì các bạn có thể là dò theo cái vị trí của mình trên định vị GPS. Nếu mà chúng ta cần đến cái vị trí nào thì chúng ta có thể là chờ gần đến cái điểm đó mà chúng ta có thể là bấm cái nút trên xe để bác tài có thể là dừng cái trạm kế tiếp mà chúng ta có thể xuống. Thường mà nếu chúng ta đi hai tuyến xe bus để đến cái địa điểm đến đó thì chúng ta sẽ thấy được hai cái màu khác nhau, và trên những cái tuyến đường như thế này sẽ có những cái chấm trắng nhỏ mà thì đó là những cái trạm mà mình đã nói với các bạn rồi, còn những cái chấm lớn là những cái chỗ mà chúng ta là xuống cái điểm cuối chúng ta có thể xuống xe bus luôn. Những cái trạm đón xe bus đó thì thường ở những khu ngồi ô thì sẽ như thế này, và mình chỉ cần ngồi đến và theo dõi cái thời gian mà xe bus đến chính xác trên điện thoại của mình. Nếu mà xe bus đến trễ thì hay là delay các bạn thì nó sẽ báo rất là cụ thể trên cái phần mềm Google Maps của chúng ta. Những cái tuyến xe bus này thì vẫn rất là tiện lợi cho những cái cô chú là những người mà bị khuyết tật như thế này. Khi lên xe bus thì điều đầu tiên các bạn phải làm là check in COVID, và các bạn thể để ý rằng là phía trước cái cửa trước của bác tài thì sẽ có một cái máy để chúng ta lên, chúng ta có thể cà thẻ. Khi bước lên xe bus thì chúng ta đưa thẻ vào và thường là sẽ có tín hiệu tin một cái là chúng ta sẽ xong, còn có một cái tiếng nghe rất là khác một chút thì cái đó là nhiều khi thẻ chúng ta không được chấp nhận và thẻ chúng ta đã hết tiền. Còn những cái trạm ở trên CD thì hiện đại rất là nhiều khi mà chúng ta có một cái màn hình và tất cả những cái tuyến xe bus đã sắp tới theo trình tự thì sẽ được liệt kê rất là chi tiết dành cho những người không có smartphone hay là những người mà không biết sử dụng cái phần mềm trên điện thoại smartphone. Những vị trí như thế này thì chúng ta có được những cái ghế ngồi và những cái máy chia rất là hiện đại, cũng như là cái có rất là nhiều cái phương tiện khác mà chúng ta có thể theo dõi. Một lần mình đi xe bus từ City lên Windsor Garden thì mình sẽ đi trên một chiếc xe bus rất là đặc biệt các bạn. Hai bên đường là hai hàng cây và chiếc xe bus này là chỉ có xe bus chạy thôi, giống như là có một cái đường ray, giống như đường ray xe lửa vậy. Lần đầu tiên mình rất là sợ thì không biết là nhiều khi là có chạy là đường ray không, nhưng mà những bác tài đây là lái rất là tốt, mặc dù qua những khúc cua hay là những khúc lách nhau thì vẫn các bác tài vẫn lái rất là chuẩn nên các bạn không có gì phải sợ cả. Trong lúc đi thì mình có thể là ngắm cảnh, ngắm công viên hai bên. Những cái tuyến xe bus như thế này thì thường là sẽ không có những cái điểm dừng ở giữa những tuyến nên có thể là mình sẽ đi nhanh hơn. Ngồi xe bus thì mình ở Adelaide vẫn có những cái phương tiện công cộng khác và mình dùng ngay những cái thẻ mà mình đã mua để mình sử dụng luôn. Ví dụ như là chúng ta có thể đi xe lửa hoặc là đi xe điện. Thì các bạn có thể nhìn thấy là đây là một chuyến xe lửa ở biển Simafor. Thì nói vui thôi, đây là chiếc xe lửa mà chúng ta đi để đi du lịch ở biển Smartphone thôi các bạn.
Còn thật ra chuyến xe lửa mà chúng ta hay đi sử dụng là chuyến xe lửa như thế này. Thì trên những chuyến này thì chúng ta có thể đón những cái trạm khác nhau trong trung tâm thành phố như là ở Người Ô. Thì trong những video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đi xe lửa cũng như là cách đi xe điện rất là hiện đại ở thành phố Adelaide. Ở trung tâm thành phố thì chúng ta thường có những chiếc xe điện như thế này. Video của mình đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn thấy hay thì nhấn like, share và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những cái video tiếp theo.